Qué pseudo se va hablando. Ah, no está ahí. El chofer pide yo mi vida, YouTube. Nada más que. Pero tiene alma, ¿no? Del Nostra. Chofer, pues no está en YouTube. Pues de ahí me hago un juego. Bueno, yo por ahí. Với cái phương pháp là để theo vị trí thì bạn chỉ cần chọn một điểm thôi. Còn nếu như bạn chọn theo phương pháp là cơ thì bạn phải chọn cái đường cơ. Có thể là đường tròn hay đường SP-Line hay đường line đều được. Ở đây bạn sẽ chọn được phong chữ. Chiều cao chữ. Có thể chọn cái nét chữ của mình là sự in đậm. Tự nhiên. Chữ canh lề. Ngoài ra bạn còn có thể thực hiện bố trí theo cái vì trong trường hợp này mình sẽ đổi qua cái phần hồi và đổi lại cái cọ để đặt lại vị trí đi. Như mình đặt lại đó rồi. Ở đây bạn sẽ đặt được bán kính của cái đường tròn cho phép đặt trên và cái gấp. Về vị preset cho phép bạn thiết lập trước cái vị trí. Ví dụ như bạn đặt dưới, trên, ngược, thì khi bạn chọn như vậy nó tự động nó sẽ đổi góc hay được. Đồng thời kết hợp các cái chức năng ví dụ của kênh. Ngoài ra với cái bạn có thể đặt thêm cái leader, nhưng mà cái trường hợp này là phải chọn vô cái viewport. Và bỏ thì lúc này cái chức năng add leader này nó mới thể hiện. Thì để mà áp dụng á thì nó có hai phương pháp là symbol và segment. Add từng phần về được rất đơn giản. Thì add cái set symbol thì bạn đi vào chọn một cái điểm và muốn chèn tới thôi. Ở đây nó sẽ có hai chức năng delete và edit on. Cái leader mình. Còn nếu như bạn chọn thì segment thì bạn chọn cái vị trí của cái mũi tên. Sau đó bạn chọn những xin lỗi mình chọn add và mình chọn vị trí mũi tên, chọn cái vị trí mình muốn tới, sau đó mình enter.